Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020. Tiếp tục em lại giới thiệu cho tất cả các bác anh chị 5 chiếc máy hút ẩm. Hàng em cũng vừa mới về. Thì với cái thời tiết như ngày hôm nay thì độ ẩm là cực kỳ cao. Nó đang ở cái ngưỡng là độ ẩm em đang được đo trên máy là được là từ dao động từ 90 cho đến 95%. Vậy với cái thời tiết nồm ẩm như thế này, bởi vì hôm nay nhiệt độ em thấy là khá là cao rồi, ấm, rất ấm. Vậy thì cái độ ẩm nó cao, vậy thì nhà các bác bắt đầu có hiện tượng đi lại dấp dính và chảy nước. Vậy thì cái những cái hút ẩm với thời tiết như như hiện tại thì các bác dùng hút ẩm thì cực kỳ tuyệt vời để có một không gian khô ráo sạch sẽ. Và với những cái đại dịch ở Trung Quốc đã đang nhe nhói vào Việt Nam chúng ta là dịch Corona. Vậy thì những cái thứ nhất là về máy hút ẩm cũng như là máy lọc không khí, nó sẽ là những cái tính năng nổi bật để bảo vệ sức khỏe cũng như là giữ được cái ngôi nhà cho tất cả các anh chị là một không gian sạch sẽ để cái chống được cái dịch bệnh cũng như mùa người dày. Thì hàng năm thì với cái thời điểm hiện tại thì những cái môi trường và lấm mốc cũng như là nó sẽ tạo đến rất nhiều những con virus làm cho sức khỏe chúng ta có hại. Tôi cũng không nói riêng gì cái đại dịch năm nay của cái dịch bệnh Corona này. Vậy thì em sẽ giới thiệu tính năng của những chiếc máy hút ẩm này. Thì con đầu tiên là con của dòng Window, Winfor, Winfull. Có hai chiếc nha, con đằng trước của em có hai chiếc này, máy hình thức của các bạn nhìn này rất đẹp và bóng. Hàng của em là em cũng nhắc lại là hàng của em tuyển hàng tuyển xuất sắc. Hai con này với tính năng là hút là 20 lít trên một ngày. Đấy, vậy những cái phòng, những cái máy công suất lớn này thì các bác có thể dùng được những phòng là 60 mét vuông, 5-60 mét vuông thì hút rất hiệu quả. Đấy, và con bên trong kia hàng của em có con Mitsu là hút 16 lít trên ngày. Và một con là của dòng sát là hút trên 6,5 lít một ngày. Và mấy con bên tay trái em màu trắng cũng là Mitsu cũng hút là 16 lít trên ngày. Vậy thì trong này thì có 5 con, thì có mỗi con một con duy nhất là điện 100V các bác nhé, có dòng sáp này. Điện 100V nên là còn có hai 5 con này đều là điện 220 của Nhật xuất. Với tính năng những cái dòng máy như thế này thì các bác có thể cắm trực tiếp vào điện 220, còn cái dòng kia thì các bác phải cắm trên đường nguồn nữa. Với những cái dòng máy như thế này thì thực sự mà nói là em cũng là ít khi có về được những dòng máy này. Với cái thời điểm lồm ẩm như này thì cái nguồn hàng cũng như là tất cả những giao dịch hàng hóa các bác đã biết rồi. Với ở cái thời điểm như này thì cái vận chuyển từ đường biên giới hoặc là những cái đường biên thì nó về rất hạn chế, bởi vì chúng ta đang bị đại dịch. Cho nên là những học sinh, sinh viên rồi tất cả mọi người, các cơ quan về về những chỗ đám đông thì chúng ta đã có sự hạn chế rất nhiều. Học sinh thì đã đang được nghỉ nghỉ. Vậy có bác anh chị nào có nhu cầu, bởi vì hãy nhanh tay nhé, số lượng có giới hạn thôi. Bởi vì em nói thật là bác nào gọi điện trước thì còn em đăng này lên thì nó cũng cũng nhanh thôi. Vậy cô bác nào, các anh chị có nhu cầu nào đấy, các em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này. Đấy, từ con một đấy, máy rất đẹp luôn đấy. Đấy. Máy rất đẹp đấy. Đấy, em sẽ quay tổng thể cho các bác xem 5 con này. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em. Vâng, xin chào các bác nhé.